Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Quẩn khúc chiến dịch Lam Sơn 719, đường 9 Nam Lào, tác giả Phan Nhật Nam, phần 1. Từ Đông Hà, thị trấn cực bắc lãnh thổ miền Nam, đường Suối 9 bắt đầu chạy về hướng Tây qua những vùng đồi cam lộ, hương hóa, lao bảo để cuối cùng đến khe xanh với tiền đồn làng vây sát biên giới Lào Việt qua biên giới, con đường tiếp tục đi dọc sông Sepol, một đoạn dài khoảng 40 cây số, giao tiếp với đường mòn Hồ Chí Minh, tạo nên vùng hậu cần quan trọng thuộc hệ thống bên trạm 604, 611. Lưu ý các phiên hiệu 604, 611 có nghĩa cơ sở đã thành hình từ những năm 60, 61, thời điểm dựng bảng hiệu Mặt trận Giải phóng miền Nam, ngày 19 tháng 12 năm 1960 của đường dây chuyển vận Bắc Nam, nguồn huyết mạch sinh tử đối với binh đội Cộng sản. Thế nên, Bộ Tổng quân ủy miền Bắc quyết chiếm giữ duy trì vùng tiếp vận quan yếu này bằng ngoại giá trong suốt cuộc chiến tranh xâm nhập lật đổ miền Nam. Tổng công kích đợt 1 mậu thân đầu năm 1968, miền Nam đã có hơn 19.000 người chết, gồm dân và lính. Số chính xác là 4.959 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận, và 14.300 thường dân thiệt mạng. Và đến năm 1970, toàn bộ sào huyệt hậu cần từ chiến khu C miền Đông Nam Bộ đến Trung ương cục miền Nam trên đất miên bị phá vỡ. Giới chức Mỹ, Việt ước đoán tiềm lực xâm lược miền Nam của phía Cộng sản phải có dấu hiệu đình hoãn hoặc suy giảm và chiến dịch đánh qua đất Lào đầu năm 1971 được hình thành để thực hiện quan điểm. Cắt đất đường tiếp vận Bắc Nam với tên thường gọi Đường Mòn Hồ Chí Minh, nhưng không đúng với thực tế, bởi đã là một hệ thống đường có khả năng để chiến xa hạng nặng di chuyển với ống dẫn dầu. Hệ thống tiếp liệu, tiếp vận quan trọng bố trí giải đặc tại điểm sinh tử Sepol để đổi lấy một số thời gian an toàn, đủ hoàn thành các đợt rút quân, ký kết hiệp định Paris trên thế lợi, tiếp rút khỏi Đông Dương như ứng cử viên Tổng thống tháng 10 năm 1968 Nixon đã từng hứa hẹn với cửa chi Mỹ. Sự thật không xảy ra như ước tính và kỳ vọng, dù với tỷ lệ không thể nhỏ nhất, để yểm trợ cho những mặc cả chiến trị tại hội nghị Ba Lê đang đi vào thời điểm quyết định mà sau này sẽ thấy rõ hơn ở năm 1972. Phía Hà Nội lại chuẩn bị cho lần xâm lược mới qua việc thành lập quân đoàn 70B, chỉ huy hành quân 3 sư đoàn 304, 308 và 320 – những đơn vị phụ trách toàn vùng Nam Lào bao gồm khu phi quân sự, lãnh địa cực nam của miền Bắc. Tướng Võ Nguyên Giáp từ tháng 10 năm 1970 đã ra chỉ thị cho những đơn vị trên chuẩn bị kế hoạch phản công trường hợp quân đội miền Nam tiến đánh vùng Nam Lào qua việc thiết lập những vị trí pháo, khu vực phục kích, những vùng trực thăng có thể đổ quân. Có nghĩa phía Bắc quân đã chuẩn bị kế hoạch phản công từ khi chưa có lệnh hành quân Lam Sơn 719 trước những 4 tháng. Một, Lam Sơn 719 như thế nào, để làm gì? Kế hoạch hành quân Lam Sơn 719 được thiết lập vào ngày 8 tháng 2 năm 1971. Chiến dịch bắt đầu với vùng hậu cần Sepol là mục tiêu cần phải đánh chiếm giữ vững trong một thời hạn đủ để phía Cộng sản phải giảm mức tấn công tại miền Nam. Do thiếu tiếp vận, yểm trợ chuyển đi từ miền Bắc. Thêm một lần, vùng địa đầu quản trị được chọn lựa làm nơi trốn cho cuộc huyết chiến, giao tranh. Nhưng cũng không hẳn như trên đã kể, bởi cuộc hành quân này tự khởi đầu được chủ định theo yêu cầu chiến lược của phía Mỹ. Chính phủ Mỹ thiết kế chiến lược vào quân Nam là nhân tố thực hiện chiến thuật. Từ phòng tuyến Khe Xanh, Đại quân miền Nam được tổ chức nên thành 3 lực lượng tấn công chính với 3 hướng tiến quân, lấy đường 9 làm địa giới trung tâm khu vực trách nhiệm. Giai đoạn thứ nhất của cuộc hành quân khai diễn đúng ngày mùng 8 tháng 2. Hai tiểu đoàn 39, 21 và Bộ Chỉ huy Liên đoàn 1 biệt động, tiểu đoàn 2, 3 dù và Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 3 dù do Đại tá Nguyễn Văn Thọ chỉ huy được trực thăng vận xuống chiếm đóng, thiết lập, chấn giữ những căn cứ hỏa lực từ Bắc xuống Nam, tà ngạn sông Sepol, nơi các câu điểm được đặt tên Ranger North 39 biệt động quân, Ranger South 21 biệt động quân, căn cứ hỏa lực 31, tiểu đoàn 3 nhảy dù, căn cứ hỏa lực 30, tiểu đoàn 2 nhảy dù, để bảo vệ mặt Bắc trục tiến quân trung phong trên đường số 9. Từ căn cứ Hàm Nghi, Đông Khe Xanh, lữ đoàn 1 thiết kỷ, đặt thuộc quyền hành quân bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù, có tiểu đoàn 8 dù tổng thiết theo đường bộ tiến tới bản đông, tên quân sự, căn cứ A Lưới, ra tiểu đoàn 9 và pháo binh dù thiết lập căn cứ hỏa lực, căn cứ Beta Bravo, hay Bắc Bình ra tiểu đoàn 1 dù, sau này tăng cường tiểu đoàn 7 dù, bộ chỉ huy lữ đoàn 1 dù, chỉ huy tổng quát cánh quân này sư đoàn 1 bộ binh chịu trách nhiệm cánh quân mặt nam đường 9, hữu ngạn sông Sepol, trực thăng vận các tiểu đoàn cơ hữu vào vùng, thiết lập các căn cứ hỏa lực hotel, Don, delta và delta 1 để bảo vệ cạnh sườn trục tiến quân trung tâm mà chủ yếu để nhịp tiến quân của lữ đoàn 1 thiết kỷ và lữ đoàn 1 dù đến đúng mục tiêu Sepol như đã dự liệu. Sư đoàn Thủy quân lục chiến làm thành phần trừ bị ở giai đoạn này tướng Abrams đã thay thế tướng Westmoreland từ giữa năm 1968 và bắt đầu áp dụng chiến thuật chiếm và giữ thay vì lùng và diệt của Westmoreland. Với chiến thuật mới, Abrams chỉ cần khai triển những đơn vị tương đối nhỏ, không tập trung quân vào những chiến dịch lớn với những đại đơn vị như người tiền nhiệm và quan trọng hơn hết là chuẩn bị những đợt rút quân từ tháng 6 năm 1969 với những đơn vị vùng châu thổi sông Cửu Long nơi được đánh giá là tình hình an ninh tương đối ổn định. Cụ thể trong mẫu thân 1968, không quá thành phố, tỷ lệ nào bị cộng sản chiếm cứ và gây tác động tổn thất lớn như ở Huế, Sài Gòn. Ngày 8 tháng 6 năm 1969, kế hoạch rút 25.000 quân chính thức được công bố, với đơn vị đầu tiên sư đoàn chín bộ binh rời khỏi căn cứ đồng tâm Mỹ Tho. Tiếp theo ngày 29 tháng 9 quân số Mỹ ở Thái Lan rút đi 6.000 người. Ngày 9 tháng 10, sau nhiều tính toán đầy kịch tính, Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Leia công khai trình diễn màn kịch lớn Việt Nam hóa chiến tranh, viên đá tảng của chiến dịch Nixon. Cũng cần nói rõ thêm về yếu tố chính trị đã dẫn đến hành quân Lam Sơn 719, không phải đến thời điểm năm 69-70 này, Tổng thống Mỹ Nixon, người được Billy Graham đánh giá và mô tả chính xác người được chuẩn bị kỹ nhất để làm Tổng thống nước Mỹ, đã phát hiện và xây dựng nên kế hoạch. Nhưng đúng ra từ tháng 10 năm 1968, đang trong giai đoạn vận động tranh cử, Nixon đã nhận ra ẩn số của vấn đề Việt Nam, rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường. Lời giải phương trình này không dai xa lạ làm nên. Chính Tổng thống Đảng Dân Chủ Johnson đã gióng trước qua thông cáo chung Manila ngày 25 tháng 10 năm 1968 được hoàn thành với nguyên thủ các nước tham chiến tại Việt Nam, gồm Phi, Úc, Đại Hàn, Tân Tây Lan và Thái Lan. Với điều khoản chủ cột, quân Mỹ và đồng minh sẽ rút khỏi miền Nam Việt Nam cùng lần quân với Bắc Việt. Hà Nội cũng phải cam kết không xâm nhập yểm trợ lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Tuy đánh giá kế hoạch này là không tưởng, với các phụ tá trong ban tham mưu tổ chức tranh cử nhưng Sơn, con người với mẫn cảm chiến trị tinh tế, cũng đã nhận ra giải pháp thật sự có khả năng thực hiện để giải quyết mối rối Việt Nam, cũng là phương cách hữu hiệu và an toàn nhất để tháo gỡ mối liên kết Nga-Hoa, đánh vỡ phần cân bằng cố kết của phe Cộng sản trong chiến lược chiến trị thế giới. Việt Nam hóa chiến tranh Đông Dương với sự rút đi của quân lực Mỹ là bước chiến thuật vô cùng tinh tế lợi hại, lẽ át tất nhiên phải chịu những hậu quả bất lợi cục bộ ban đầu để tổ chức lại tái phối trí lực lượng quân sự Mỹ ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Vấn đề miền Nam có tồn tại được hay không theo sau kế hoạch này là một chuyện khác. Hành quân Lam Sơn 719 với xương máu lính Việt nơi vùng heo hút khe xanh Sepol là nền tảng ban đầu xây dựng nên trật tự thế giới mới hôm nay với sự biến mất không cơ hội hồi phục của lực lượng Cộng sản đệ tam. Qua thế kỷ 21, chúng ta có thể nói chắc như thế mà không sợ sai lầm. Trở lại với chiến trận, bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị lệnh hành quân đến ngày N của chiến dịch đã có những sự kiện bất thường tai hại để sau này biến thành tai họa vô lường đối với các đơn vị tham chiến. Lấy lý do bảo mật, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 cơ quan chỉ huy tổng quát của hành quân hạn chế tối đa nhân sự tham dự việc soạn thảo lệnh, chỉ gồm những giới chức cao cấp, phòng 3, hành quân và phòng 2, quân báo. Ban tham mưu quân đoàn dưới quyền Trung tướng Hoàng Xuân Lãm có tham dự của Trung tướng James W. Sutherland, tư lệnh quân đoàn 14, đơn vị Mỹ trách nhiệm không pháo yểm và tiếp liệu cho chiến dịch với hậu cần ở Đông Hà, Ái Tử, Quảng Trị, Đà Nẵng. Điển hình cho sự hạn chế này, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù, đơn vị giữ nhiệm vụ nỗ lực chính của hành quân chỉ được thông báo vào ngày 2 tháng 2, một tuần trước khi chiến dịch khai diễn. Sĩ quan tham mưu, chỉ huy các đơn vị trực thuộc của Sư đoàn Dù ra đến Đông Hà, chuẩn bị vào vùng hành quân mới biết nhiệm vụ đánh qua đất Lào. Tin tức do dân súng chuyển giao, nhưng thực tế, bảo mật đã là một điều bi hài. Sau khi chiến dịch kết thúc, cơ quan CIA tổng kết lượng giá kế hoạch diễn tiến hành quân đã phát hiện ra điều nguy biến đầu tiên và chính yếu. Toàn bộ lệnh phóng đổ hành quân, những căn cứ hỏa lực dự trù, điểm đổ quân, thậm chí vị trí hỏa tập tiên liệu, lẽ tất nhiên tọa độ phi pháo hiểm của phía Hoa Kỳ tùy thuộc vào mức độ thông báo từ phía Mỹ đối với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1. Tất cả tài liệu bảo mật này đồng được chụp lại sau y phó bản từ nơi in ấn lệnh hành quân. Cũng không loại bỏ nguồn tin bị thất thoát từ Bộ Tổng Tham mưu ở Sài Gòn, nơi Phủ Tổng thống đường Công Lý. Sau 30 tháng 4 năm 1975, những điều tồi tệ tai họa này đã là sự kiện đương nhiên được xác định. Cũng trong ý tưởng bảo mật cuộc hành quân, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Việt Nam ra lệnh cấm phổ biến đối với báo chí phát ngôn viên quân sự được lệnh không đề cập đến diễn tiến cuộc hành quân. Nhưng tất cả đã là một lầm lẫn vùng về, như Kissinger mô tả về việc cấm vận tin tức vì những nguồn tin đã lan tràn khắp nơi, bắt đầu từ nhiều nguồn mối, và khi báo lên khuôn ở Hoa Thịnh Đốn đã có đầy đủ tin tức, kể cả tin về vụ việc cấm vận. Cuối cùng, ngày 4 tháng 2, lệnh cấm vô ích này được chính thức bãi bỏ Thật sự từ ngày 2 tháng 2, một tuần trước ngày N, ngày khai diễn của chiến dịch, tin tức và lời tố cáo hành vi xâm lăng Lào đã tràn đầy trên trang nhất của báo chí Mỹ cũng như toàn thế giới. Dân biểu George Icahn, dẫu từ dưới thời Johnson vốn là người yểm trợ chính quyền đối với sách lược thực hiện ở Việt Nam, nhưng đối với cuộc hành quân lại đặt nên vấn đề với Quốc hội. Dân Mỹ có quyền phải được biết về tin tức mà cả thế giới đã biết theo như tu chiến án thứ nhất ấn định. Ngày N-8 tháng 2 năm 1972, lệnh hành quân Lam Sơn 719 đã là một bạch văn phổ biến rộng rãi khắp thế giới. Chỉ trừ những người lính đổ bộ xuống bãi đáp đang bị pháo kích trên đường số 9 dài đặc mìn chống chiến xa mà bộ đội Cộng sản đã có một thời gian lâu dài để chuẩn bị chôn giấu. Cuối cùng, tai họa đã thực sự xảy ra khi chiến trực thăng chở phái đoàn báo chí ngoại quốc có đại tá Phạm Vi, trưởng phòng 4, kiêm tham mưu phó tiếp vận quân đoàn, bị bắn rơi trong tuần thứ hai khi chiến dịch đang khai diễn. Toàn bộ hồ sơ trở liệt, diễn tiến hành quân đã bị phía Cộng sản thôi giữ. Sự kiện lệnh hành quân Lam Sơn 719 bị mất không hề được báo cáo. Thế nên, vấn đề bảo mật của cuộc hành quân thật sự đã là một hài kịch thảm hại và người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa gánh hết phần hậu quả tai họa oan khốc này. Đối lại với kế hoạch trên của phía Việt Mỹ, đoàn 70B với 3 sư đoàn cơ hữu thuộc vùng giới tuyến và Hạ Lào, 304, 308 và 320 với thành phần yểm trợ tác chiến gồm một trung đoàn pháo, một trung đoàn chiến xa, quân số tổng cộng khoảng 36.000 người. Do có hắt được đầu mối từ nhiều nguồn tiên mật, như phần trên vừa trình bày. Hà Nội rất mực yên tâm, dồn quân vào vùng chỉ để một đơn vị. Trung đoàn 64, sư đoàn 320 giữ mặt bắc vùng phi quân sự. Do được bảo mật tối đa, áp dụng kỹ thuật ngụy trang tinh vi, quân Cộng sản bố trí một trận địa pháo dài đặc từ cối 80, pháo tầm xa 130 ly, hỏa tiến 122 ly theo một chiến thuật mới mẻ. Phân tán pháo binh tập trung hỏa lực để khi muốn tấn công một căn cứ hỏa lực, nhiều vị trí pháo đổi xuống cùng một lúc, phía quân miền Nam khó lòng chỉ định mục tiêu phản pháo. Song song với trận địa pháo, Bắc quân thiết lập một hệ thống phòng không xung quanh các bãi đáp, đường tiếp cận của phản lực khi yểm trợ, hoặc của trực thăng khi đáp xuống một căn cứ. Ngoài đại liên phòng không 12.7 ly thông thường, còn có những đại bác phòng không hạng trung và hạng nặng 23, 37, và 57 ly. Quan trọng hơn hết là chiến xa T54 lần đầu tiên được dùng vào chiến trường miền Nam. Loại chiến xa hạng nặng này vượt trội khả năng lẫn hỏa lực so với chiến xa M41 thường dùng của quân đội miền Nam. Chỉ chiến xa M48 mới có khả năng đương cử tương đương. Đối với T54, bộ binh miền Nam với hỏa tiến chống chiến xa M72 không thể triệt hạ được. Thế nên sau này, khi trận chiến bùng vỡ, trước T-54, người lính chỉ còn phương tiện duy nhất, dùng chính thân xác mình với lều đạn tay để phá hủy chúng mà thôi. Với chuẩn bị chiến trường siêu đáo, bảo mật tuyệt kỹ, quân số vượt trội, hỏa lực áp đảo, Bắc quân bắt đầu trận đánh với chiến thuật tập trung tấn công từng cụm căn cứ hỏa lực theo hướng từ Bắc xuống Nam. 2. trận chiến căn cứ Brazernock của tiểu đoàn 39 biệt động quân bị tấn công trước nhất. Sau nhiều ngày thám sát dò đường xung quanh căn cứ, sáng ngày 19 tháng 2 năm 1971, trung đoàn 102, sư đoàn 320, tỷ lệ 4 đánh 1, sau nhiều giờ pháo kích bằng đại pháo tầm xa 130 ly, đến lượt sơn pháo bắn thẳng, xe cho bộ binh tấn công từ mặt đông căn cứ, nơi tuyến phòng thủ mỏng manh nhất với yểm trợ hữu hiệu của pháo binh bản từ những căn cứ xung quanh và phi cơ oanh tạc, tác giả sát cận tuyến phòng thủ, biệt động quân giữ vững căn cứ qua ngày thứ hai, mãi đến đêm tối trận chiến mới tạm chấm dứt. Tên căn cứ tiểu đoàn 39 biệt động quân bị đánh bay về Sài Gòn. Tổng thống Thiệu ra lệnh Trung tướng Lãm tạm đình chỉ kế hoạch tiến chiếm Sepol như chủ liệu với lữ đoàn 1 dù và thiết kỷ. Nhưng cũng có ý kiến sáng suốt Đấy là tướng Abrams đã thúc giục tham mưu trưởng Cao Văn Viên hãy ra lệnh tướng lãm đừng để phí thời gian lúc Cộng sản xưa chuẩn bị đủ. Ngày 14, Abrams quá nóng ruột. Đích thân cùng tướng viên ra Đông Hà gặp tướng Lãm và Sutherland để quan sát đại chỗ và dục ông Lãm hãy khai triển gấp sư đoàn một bộ binh trên những cao độ Nam Đường 9 để bảo vệ cạnh sườn cho nhảy dù và thiết kỷ, tiến chiếm Sepol như kế hoạch dự liệu trong vòng 3 đến 5 ngày. Tướng Lãm đã để khoảng thời gian quý giá này trôi qua, cho đến ngày 18, 19 như vừa nói trên. Chẳng hiểu quá vâng lời ông Thiệu hay không đủ tự tin, tướng Lãm đình chỉ lực lượng thiết giáp ngưng tiến quân, không có một quyết định, ý kiến nhỏ về từ thực tế chiến trường. Hơn thế nữa, mối liên hệ không cộng tác giữa những viên tướng tư lệnh sư đoàn, tướng Đống, Nhảy Dù, tướng Khang, Thủy quân lục chiến với tướng lãm lại là yếu tố tai hại, ảnh hưởng không nhỏ đến những quyết định quan trọng tại chiến trường. Sư đoàn 320 Cộng sản thay đổi các đơn vị cơ hữu tiếp đánh vùi tiểu đoàn 39 Biệt Động Quân, quét dứt điểm Ragnarok để có khí thế ban đầu. Ngày 20, trưởng thăng cố vào vùng để tản thương và tiếp tế đạn cho tiểu đoàn 39 Biệt Động Quân. Xã thủ phòng không Cộng sản bắn hạ một trưởng thăng tản thương. Y tá Dennis Fuji phải ở lại cùng căn cứ. Trong cái rủi có điều may, Fiji trở thành y tá của căn cứ kiêm luôn nghiệp vụ hướng dẫn phi cơ oanh kích cận phòng. Cuối cùng, Fiji cũng được móc ra, nhưng trực thăng chở anh lại bị trúng đạn, phải đáp khẩn cấp xuống Ranger sao. Viên y tá trở nên là nhân chứng sống cho cuộc chiến đấu kiên cường của biệt động quân. Sau này có những tay viết báo muốn khai thác khía cảnh bất lợi đối với quân miền Nam. Đã có nhiều lúc những phi công F-4 phi đoàn 40 chiến thuật nhìn thấy binh sĩ tiểu đoàn 39 biệt động quân nằm trong bàn lửa bom Napalm do họ thả xuống xung quanh căn cứ. Không được tiếp tế đạn, lính tiểu đoàn 39 biệt động phải sử dụng lại súng, đạn của cả địch để tiếp tục trận chiến. Cuối cùng, chiều tối ngày 21 tháng 2, sau hơn 3 ngày đêm đương cử, với 178 người chết và bị thương nặng, quân số tiểu đoàn 39 biệt động quân chỉ còn 107 người. Kể cả bị thương nhẹ, có thể chiến đấu. Quân Cộng sản sử dụng một lực lượng, không phải gấp 3-4 lần hơn như những ngày đầu trận đánh. Tới 2.000 người với vũ khí mới trang bị để thay thế cho hơn 600 xác bỏ lại lành cảnh quanh căn cứ. Không ảnh đếm được số chính xác là 639, quyết trả hận biệt động quân. Nửa đêm, nương bóng tối, tiểu đoàn 39 biệt động quân phải bỏ căn cứ về sao Cổng quân không chịu mất đà, dồn nỗ lực pháo cối dập xuống căn cứ Nam, tức sao để giữ tinh thần chiến đấu cho binh sĩ còn lại và đỡ gánh nặng cho tiểu đoàn 21 biệt động quân. Một cuộc hành quân không vận, với phối hợp sản sẽ giữa phi cơ chiến thuật và trực thăng võ trang, 13 trực thăng đã hoàn tất, một cuộc tải thương rớp nhoáng lấy ra được 112 thương binh kể cả anh chàng tiền sát viên bất đắc dĩ Fuji tiểu đoàn 21 Biệt Động Quân sau khi mất điểm tựa Bắc Brangenor cùng thành phần còn lại của tiểu đoàn 39 Biệt Động Quân rút về đồi 31 của nhảy dù sau đó được di tản khỏi vùng hành quân chiến sự Lam Sơn 719 đoạn đầu với Biệt Động Quân được tướng Scotland đánh giá một chiến thắng lớn của Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho dù có những bôi bẩn ác ý do đám phóng viên tụ tập tại khe xanh khai thác hình ảnh ăn khách, lính bám càng trực thăng trở về từ Hà Lào do một vài binh sĩ trong cơn hốt hoảng, nhân lần tải thương kể trên đã bỏ trốn khỏi vùng hành quân. Ngoài ra, có một sự kiện xảy ra nơi xa, nhưng quả thật đã ảnh hưởng trực tiếp đến chiến trường Hà Lào. Nếu như tướng Đỗ Cao Chí không tử nạn máy bay, đến giờ này vẫn còn là một nghi vấn và ông có mặt tại Khe Xanh trong ngày 23 tháng 2, ngày biệt động quân rời bỏ căn cứ, thì có lẽ tình thế Lam Sơn 719 đã đổi khác. Bởi đã hơn một lần, với những đơn vị biệt động như những tiểu đoàn 21 và 39 biệt động quân này, năm 1970, tướng sĩ đã một lần tạo nên kỳ công ở chiến trường Campuchia. Lịch sử rất nhiều lần bị biến đổi, hẳn ra những nguyên nhân rất nhỏ và bất ngờ bi kịch hạ lào tiếp diễn với lực lượng nhảy dù nơi đổi 31 và 30 khi mặt bắc hoàn toàn chống trả nguyên an dư luận chính trị thế giới nói chung và riêng nước mỹ thật không hề công bằng đối với quân lực mỹ và việt nam cộng hòa không phải những tiếng lời phát xuất từ số đông quần chúng bình dân hoặc những bài báo độc địa xuyên tạc của đám ký giả ngoại quốc hàng nhì nhân nháo nơi những quán rượu sài gòn nhưng khởi động từ những nhân vật có thế lực ảnh hưởng tác động đến cục diện toàn cầu như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc u trưởng khối đa số thưởng viện Mỹ Mike Manfield. Tất cả những nhân vật tiếng tăm này đồng giấy lên chiến dịch tố cáo quân đội Mỹ tấn công chiếm đóng Lào, tức hàm ý cáo buộc lực lượng Mỹ của tướng W.Sutherland qua hành quân để Weekend hiểm trợ quân đội miền Nam thực hiện Lam Sơn 719. Cần nói thêm một lần để xác định, bộ binh Mỹ không hề vượt qua biên giới Việt-Lào ở địa điểm làng vây. Lẽ hát tất nhiên, những lời cáo buộc trên được lặp lại nguyên bản với độ máy tuyên truyền khổng lồ của Liên Xô, Trung Cộng và Hà Nội. Cụm từ ngữ, chiến tranh đế quốc xâm lược Mỹ dần trở nên là một thực thể của diễn tiến chính trị thế giới qua báo chí, cũng nơi đất Mỹ, thúc giục những đám phản chiến xuống đường kêu gào hòa bình và giết Nixon cùng tất cả những kẻ nào dẫn bước tiến của chúng ta tới tự do. Những lời đa búa này của David Hilliard, thủ lĩnh nhóm báo đen, được Washington Post tán tụng. xuyên sâu những ngôn từ mạnh mẽ hùng hồn này, chúng ta khám phá ra những điều kỳ lạ và đẹp đẽ biết bao. Họ, những kẻ phản chiến, đã là hỗ trợ cho những điều tốt lành nhất đối với đất nước. Tất cả những cáo buộc sai lạc hàm hồ này được thành hình từ đầu tháng 2 năm 1971 khi lực lượng Việt Nam Cộng Hòa còn ở trong lãnh thổ Việt Nam. Những kẻ trên hoàn toàn không biết do ngu muội hoặc không muốn biết do ác ý, sự kiện. Quân xâm lược thực thụ phải là đoàn quân có danh hiệu quân đoàn 70B của Cộng sản Bắc Việt. Để sau năm 1975, được chính Tổng bí thư Lê Duẩn hãnh diện xác nhận, ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô. Nhắc lại thêm một lần, cũng không thừa binh đoàn quân đội chính quy Cộng sản Bắc Việt đã thành hình và có mặt nơi đất Lào từ năm 1970. Xính phủ Lào ở Vạn Tượng cũng không nói những gì khác và đúng hơn về những điều gì đang xảy ra trên đất nước họ. Cánh quân trung phong gồm lữ đoàn 1 nhảy dù với các tiểu đoàn 1, 8, 9 và lữ đoàn 1 thiết kỷ từ căn cứ hàm nghi tiến chiếm những mục tiêu Bravo, Alpha, A lưới trên đường 9 không mấy khó khăn dù hướng tiến quân đã bị gài đặt mìn bẫy từ nhiều ngày qua. Căn cứ tiền phương A Lưới cách Sepol khoảng dưới 10 dặm được thiết lập vào buổi chiều ngày 8, đúng như dự định. Bộ phận bộ binh Bắc Việt giữa chốt trên đường 9 không ngăn nổi sức tiến quân nhanh chóng, thần tốc của nhảy dù và thiết giáp. Hơn thế nữa, những pass B-52 đánh theo yêu cầu chiến thuật của lực lượng dưới đất, dọc hai bên con đường đã hủy diệt phần lớn cánh quân phục kích này các đơn vị nhảy dù trên đường 9 khám phá nhiều kho tàng vũ khí quan trọng, gồm 3.000 xe đạp mới, cũ, kho nhiên liệu xăng, dầu cạn, áo quần, lương khô trung cộng, Nga, lần đầu tiên được sử dụng ở chiến trường miền Nam và hàng trăm, hàng ngàn xác chết vương bãi không toàn thây của những đơn vị Bắc Việt. Về chiến trường Bạc Bắc đường 9, tiểu đoàn 2 và 3 dù được trực thăng vận xuống hai đội hai căn cứ hỏa lực được thiết lập với chỉ danh của hai cao độ này. Nhưng chiến trường không hề thuận tiện như những ngày đầu, vì Bắc quân đã gióng trước với lính dù qua máy truyền tin. Chúng mày sẽ biết thế nào là trận địa pháo của quân giải phóng. Lời đe dọa không hề là giả thiết và cảnh địa ngục thật sự đã mở ra. Phần 1 đến đây là kết thúc. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 2 trong video tiếp theo.